Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã hơn 10 năm kể từ ngày chúng tôi chính thức gia nhập câu lạc bộ Sài Gòn Time Club với tên gọi câu lạc bộ kết nối và tên tiếng Anh là Supply and Purchasing Club, viết tắt là SPC. Thời báo kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Time Group là tên gọi chung của một nhóm báo gồm 7 ấn phẩm chính: Thời báo kinh tế Sài Gòn, Thời báo kinh tế Sài Gòn Online, Sài Gòn Tiếp thị, Sài Gòn Tiếp thị Online, Thời báo vi tính Sài Gòn, Sài Gòn Times Weekly, Sài Gòn Times Daily và hai phụ chương thị trường địa ốc và chào. SPC tập trung những người chuyên làm công tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ, vận tải và kho bãi. Mục tiêu hoạt động của SPC là trang bị kiến thức cho những người mua hàng, chia sẻ kinh nghiệm, cầu nối giữa người bán và người mua và các hoạt động thiện nguyện. Trong suốt 10 năm hoạt động, chúng tôi luôn theo sát mục tiêu đó, cụ thể là thường xuyên tổ chức những cuộc hội thảo, thăm viếng các nhà máy và tổ chức những hoạt động cho các trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Thì vào thời điểm đó chúng tôi thấy là mục đích hoạt động của các anh chị này đặt ra nó hoàn toàn phù hợp với lại cái tôn chỉ mục đích của cái câu lạc bộ Sài Gòn Time. Sau khi chúng tôi trao đổi là chúng tôi đồng ý ngay. Sau một thời gian bàn bạc, lúc đó là anh đã đề nghị là chúng tôi sẽ có một cái buổi ra mắt nhận cái đứa con thứ hai này về câu lạc bộ. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của tất cả các anh em hội viên và sự chia sẻ đào tạo của các thành viên trong ban quản lý câu lạc bộ mua hàng, để tôi có thể trở thành mua hàng chuyên nghiệp và là người quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Cảm xúc của mình khi tham gia SPC là rất là tự hào, rất là phấn khích. Chúng tôi rất là vinh dự được là thành viên của câu lạc bộ. Chia sẻ những khó khăn, những kinh nghiệm cũng như tư vấn thêm những sản phẩm mới của công ty đến với thành viên câu lạc bộ. Mình đã học hỏi rất là nhiều từ những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm đúc kết từ những anh chị đi trước, thông qua những cái hoạt động workshop, rồi coffee talk cũng như là những cái buổi tham quan thực tế. Đó, chúng tôi đã có được sự kết nối, sự hỗ trợ và sự chia sẻ từ tất cả các đồng nghiệp trong ngành mua hàng của các khách sạn resort trong một cái nghề mà vừa tốt cho công việc vừa tốt cho cuộc sống, thì tại sao các bạn không chọn nghề mua hàng? Tôi mang đến những cái nhìn toàn diện, những cách làm mới để giúp ban chủ nhiệm tổ chức và triển khai các hoạt động đa dạng và hiệu quả cho thành viên. Trong hành trình mới của SPC, tôi sẽ tiếp tục đồng hành để cùng với ban chủ nhiệm và tất cả các thành viên hiện thực hóa mục tiêu cao cả của SPC. Đó chính là xây dựng một cộng đồng mua hàng Việt Nam chuyên nghiệp và vững mạnh. Tôi mong muốn SPC luôn đồng hành cùng người mua hàng và là sân chơi công bằng cho những ban người bán hàng có chất lượng và dịch vụ tốt, giá cả phù hợp. Giúp cho câu lạc bộ ngày càng phát triển để là một trong những nơi anh chị em mua hàng có thể đóng góp một sức lực nào đó cho cộng đồng. SPC nói chung và SPC Team Hà Nội nói riêng sẽ có thêm thật nhiều những hoạt động kết nối, gắn kết mang tính chất chuyên nghiệp. Mình đã có được thành công tốt đẹp và sắp tới sẽ kết nối được nhiều thành viên trong hội SPC tới với lại hội SPC Việt Nam. Ngày càng phát triển, hút được nhiều thành viên, nhiều nhân tài để câu lạc bộ kết nối cho thành mấy nhà của sự yêu thương sẽ phát triển chuyên môn. Câu lạc bộ kết nối sẽ là một người anh, người chị dẫn đầu cho những câu lạc bộ em ra đời sau đó mà noi theo để hoạt động cho nó càng ngày càng tốt hơn. Chúng tôi và tất cả những thành viên câu lạc bộ kết nối sẽ nỗ lực hết mình để khẳng định bộ phận mua hàng là bộ phận không thể thiếu trong mỗi công ty. Chúng tôi sẽ định hướng và tư vấn giải pháp tốt nhất trong việc mua sắm tài sản của công ty. SPC kết nối cộng đồng mua hàng. SPC kết nối cộng đồng mua hàng.
FPC kết nối cộng đồng mua hàng. FPC kết nối cộng đồng mua hàng. FPC kết nối cộng đồng mua hàng.